Bộ sản phẩm salon D-Brush 7 bước tái sinh mái tóc đến từ Nhật Bản được các chuyên gia tóc yêu thích ở Nhật và Nga. Giống như dưỡng da, chúng ta cần đi theo các bước trong routine. Bộ sản phẩm salon D-Brush là một routine làm sạch sâu, cung cấp dưỡng chất, cấp ẩm, khóa ẩm, chống nắng, khiến cho mái tóc được tái sinh, được chống lão hóa, nuôi dưỡng khỏe mạnh. Thành phần gồm khoáng chất thiên nhiên như ngọc trai đen, chất xuất lá cây blueberry chống lão hóa, công nghệ mới nhất keratin thủy phân. Bước 1. Gội phục hồi, giúp loại bỏ bụi bẩn và thư giãn mái tóc từ gốc đến ngọn. Bước gội giúp cho biểu bì tóc mở ra sẵn sàng đón nhận dưỡng chất. Bước 2. Tẩy dầu chân tóc, tẩy da chết da đầu, khiến cho da đầu thông thoáng, nang tóc thông thoáng. Khi đó, nang tóc khỏe mạnh nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. Hơn nữa, các mạch máu liên kết với nang tóc được lưu thông, giúp tuần hoàn tốt hơn, nhanh tái tạo tóc với sợi tóc dày và dài nhanh. Bước 3. Xịt khoáng sau khi biểu bì tóc mở, da đầu được thông thoáng. Sử dụng xịt khoáng cung cấp dưỡng chất giống như bước essence trong dưỡng da. Bước 4. Dầu xả với độ pH cân bằng 5.5 giúp các dưỡng chất hoạt động tốt, bảo vệ tóc và da đầu, massage đều trên tóc và da đầu. Bước 5. Mặt nạ ủ tóc dạng gel, tạo lớp màng bảo vệ tóc, giữ cho các dưỡng chất không bị mất đi mà trái lại, hoạt động ổn định nuôi dưỡng tóc. Bước 6. Kem dưỡng tóc đêm, dầu dưỡng chất, chất xuất lá blueberry giúp trẻ hóa mái tóc trong khi ngủ, giúp tóc chống lão hóa sau khi đã làm sạch, dưỡng chất đầy đủ. Bước 7. Sau khi tóc đã được trẻ hóa ban đêm, xịt dưỡng ngày chống nắng, chống tia UV và các tác nhân gây căng thẳng, mất nước như nhiệt, khói, bụi, bảo vệ tóc suốt ngày dài. Xịt trước khi tạo kiểu bằng dụng cụ tạo kiểu nhiệt độ cao để bảo vệ tóc. Sản phẩm salon D-Brush 7 bước tái sinh mái tóc, bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt ngay lần đầu sử dụng.